Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Y tế huyện Đức Trọng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với cơ sở bánh mì Khánh Trang tại xã Hiệp An huyện Đức Trọng với mức phạt là 3.750.000 đồng. Theo kết luận của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân gây ra ngộ độc làm 46 người mắc, trong đó một người tử vong, được xác định là do thịt nướng có kèm nước sốt, rau và đồ chua nhiễm khuẩn, được cơ sở Khánh Trang ở Hiệp An Đức Trọng chế biến làm nhân bánh mì trong ngày 15 và ngày 16 tháng 6 vừa qua. Vụ ngộ độc bánh mì này gây xôn xao dư luận, nhưng mức xử phạt vi phạm hành chính gồm các lỗi không khám sức khỏe, không lưu mẫu, thực phẩm làm nhân bánh mì không rõ xuất xứ, chỉ bị xử phạt hành chính 3.750.000 đồng. Với tính chất nghiêm trọng của vụ ngộ độc, mức xử phạt này không đủ răn đe để các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm. Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cũng đã tham mưu cho Sở Y tế tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn toàn tỉnh. Trước mắt là đảm bảo cho đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015-2016. Hiện nay cái điều kiện khó khăn nhất là thời tiết không thuận lợi, trời mưa, thế rồi là mặt hồ rộng, khu vực xác định cụ thể nạn nhân bị tai nạn thì chưa được, cho nên là mới ở hình thức là khoanh vùng.